Sinh nhật thì nhờ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơn nhiều nên anh phải nghĩ sao nó vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thế sao? Một thế sao mơ hồ. Một thế giới màu hồng, dù môi đang cách.